Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức của chúng tôi. Lợi dụng tình cảm và khai thác yếu tố tâm linh trong vấn đề tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, bà Vũ Thị Hòa đã tự xưng mình là nhà ngoại cảm có khả năng đặc biệt, đã bày ra những chiêu trò biệt bợm nhằm để trục lợi cá nhân. Nhưng cuối cùng, những hành vi lừa đảo của bà đã bị vạch trần. Cụ thể như thế nào, xin mời các bạn hãy cùng theo dõi. Qua tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, trước năm 2010, Vũ Thị Hòa làm nghề buôn bán động vật hoang dã tại tỉnh Yên Bái. Năm 2017, Hòa kết hôn với Chu Xuân Thu. Vợ chồng Hòa có nhiều năm lang bạt vào miền Nam làm ăn. Ở nơi đất khách quê người, vợ chồng Hòa tự nhận là nhà ngoại cảm có khả năng nói chuyện với người âm. Đã tìm được gần 4.000 trường hợp hài cốt, phần lớn là hài cốt liệt sĩ. Những người thân trong gia đình cho biết, bà Hòa thường xuyên có những chuyến đi dài ngày vào trong tận Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu để tìm kiếm hài cốt theo nguyện vọng của thân nhân người nhà liệt sĩ. Cũng vì thế mà không khí ở tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái trở nên nhộn nhịp khi trong vùng xuất hiện bà Vũ Thị Hòa, có điện thờ thần thánh, xưng mình có khả năng siêu nhiên, nói chuyện được với người âm và chữa được bệnh. Nhiều người ở khắp mọi miền đất nước đổ về đây với mong muốn nhờ bà Hòa tìm giúp thân nhân của gia đình đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Ông Nguyễn Văn Phúc, người dân tổ 14, phường Đồng Tâm cho biết, trước đây, khi còn làm ở Ban Thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, ông nghe được câu chuyện khá thú vị về bà Hòa trong quá trình đi tìm mộ liệt sĩ cho một gia đình. Mất một thời gian, bà Hòa cùng với nhóm Đoàn Tâm Đức Yên Bái tìm thấy nơi liệt sĩ đã ngã xuống. Sau khi căng bạc xung quanh, không cho bất kỳ ai vào xem thì bà Hòa bỗng dưng reo lên, tới rồi. Rồi bà Hòa đưa cho gia đình nọ một lọ thủy tinh, bên trong có đựng ít đất và một chiếc cúc áo, rồi nói rằng đó là những gì còn sót lại của hài cốt liệt sĩ khi đang chiến đấu ở chiến trường Bà Rịa Vũng Tàu. Thật bất ngờ, gia đình nọ khẳng định người thân của họ trước đây chỉ chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, không hề vào chiến đấu ở tận Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó, gia đình nọ đã đuổi đánh bà Hòa và Đoàn Tâm Đức Yên Bái một trận thập tử nhất sinh. Trước đó, bà Hòa đã tới khu vực nhà lao Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai để tìm mộ cho 22 liệt sĩ hy sinh ở đây. Đi theo bà Hòa còn có một nhóm tự xưng là Đoàn Tâm Đức Yên Bái và một số người được giới thiệu là thân nhân liệt sĩ, tất cả lên đến khoảng 40 người. Bà Hòa xác định có hài cốt liệt sĩ nằm sát hàng rào phía đường Dương Tử Giang, tuy nhiên lại không đồng ý cho đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh tìm kiếm, mà bà Hòa và nhóm người nói trên đã tự tiến hành đào xới. Trong suốt quá trình tìm kiếm, nhóm này còn dùng một tấm bạt che phủ phía trên để không ai có thể quan sát việc làm của họ. Sau đó, bà Hòa nhặt lấy một số vật phẩm màu xám vụn có kích thước từ 1 đến 2cm, một ít đất màu đen và 4 cúc áo màu trắng nằm lẫn trong bụi cỏ. Bà Hòa khẳng định số đất đen trên chính là xương cốt và máu thịt của 10 liệt sĩ đã bị địch giết và chôn lấp. Những vật phẩm màu nâu là phần sọ liệt sĩ bị phân hủy. Ngoài ra, bà cho rằng gần đó có hai hố chôn 7 và 5 liệt sĩ khác nên cần phải khai quật tiếp. Đúng lúc đó, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Hạnh Phúc, đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng có mặt. Với kinh nghiệm hơn 30 năm làm công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Phúc cho rằng số đất đen trên không phải là xương cốt liệt sĩ. Hơn nữa, tầng đất phát hiện hài cốt không phải là tầng đất nguyên thủy bởi không có sự liền mạch của thớ đất, mà đấy chỉ là đất bồi đắp do tác động của thiên nhiên hoặc con người. Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố Biên Hòa cũng đồng tình với ý kiến trên. Ngay lập tức, nhóm người của bà Hòa quay ra chửi bới, nhục mạ, thậm chí dùng những lời lẽ hết sức thô tục đối với những người đại diện cho các cơ quan chức năng đến theo dõi quan sát việc tìm kiếm. Một vài người trong nhóm này còn hung hăng kích động những người đứng xung quanh, đòi đập chết những người cản trở việc tìm kiếm. Bà Lê Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, các cơ quan chức năng cùng các ông Hai Thông, Tám Quyết, bà Nguyệt và bà Vũ Thị Hòa đều có mặt tại khu vực khai quật này. Thấy dấu hiệu khả nghi, bà Phượng đã đưa số đất mà bà Hòa cho rằng đó là hài cốt liệt sĩ lên Phân viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra thì nhận được kết quả bất ngờ. Mẫu đất mà bà Hòa cho rằng đấy là hài cốt liệt sĩ thực chất chỉ là mảnh vụn của tổ mối và đất sét. Từ kết quả đó, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã có công văn gửi đến Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Lao động Thương binh Xã hội 9 tỉnh, thành phố trong khu vực để quán triệt hành vi lừa gạt của đối tượng Vũ Thị Hòa và Đoàn Tâm Đức Yên Bái. Trong công văn, Cục Chính trị nêu rõ, Vũ Thị Hòa và nhóm người tự xưng là Đoàn Tâm Đức Yên Bái không có khả năng đặc biệt trong tìm kiếm mộ liệt sĩ.
hoạt động của đối tượng ngày càng thể hiện rõ những dấu hiệu bất minh. Cách ly không cho cơ quan chức năng tiếp cận khu vực đào mộ, hài cốt thu được không có mẫu sinh phẩm, không cho người nhà liệt sĩ xét nghiệm ADN. Mục đích của đối tượng là lợi dụng tình cảm và khai thác yếu tố tâm linh trong vấn đề tìm kiếm hài cốt liệt sĩ để trục lợi, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo ông Phạm Văn Bình, tổ trưởng tổ dân phố 14, phường Đồng Tâm, từ năm 2010, bà Hoa tự nhận mình có khả năng ngoại cảm và kết hợp với một nhóm người tự xưng là Đoàn Tâm Đức Yên Bái, làm việc cho Bộ Quốc phòng, đi tìm mộ liệt sĩ cho người dân trong tỉnh có nhu cầu và thường có những chuyến đi tìm mộ liệt sĩ ở trong chiến trường Bình Trị Thiên và các tỉnh miền Nam. Những đối tượng tự xưng là Đoàn Tâm Đức Yên Bái gồm Dương Văn Lịch, sinh năm 1981, có hộ khẩu thường trú tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh; Trần Nhật Duật, sinh năm 1954, hộ khẩu thường trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; Lê Thế Duẩn, sinh năm 1982, quê ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Đây đều là những đối tượng có lai lịch nhân thân xấu. Đầu năm 2020, nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa bất ngờ có đơn gửi Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an tố cáo ông N, trú tại Vĩnh Phúc, chiếm đoạt 251kg vàng của mình. Theo đơn, Hòa trình bày đã bất ngờ phát hiện ra kho vàng trong vườn trồng cây dược liệu của công ty mình, tổng số lượng lên đến 27 tấn. Do muốn nộp cho nhà nước nhưng không biết cách liên hệ, Hòa đã nhờ ông N làm hộ. Tuy nhiên, Hòa tố cáo ông N đã cố tình chiếm đoạt số vàng khoảng 251kg này. Tiếp nhận đơn, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã chuyển cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện Hòa có hành vi gian dối, lừa đảo số tiền lớn. Theo đó, Hòa đã đi mua 19 khối kim loại với trọng lượng từ 29 đến 31kg rồi cho mạ vàng bên ngoài. Hòa còn đào một đường hầm dài khoảng 30m, đặt các khối kim loại trên đó xuống. Nhằm tạo niềm tin, Hòa mua một khối vàng thật đặt trộn vào. Hòa phao tin trong vườn nhà phát hiện kho vàng lớn rồi dẫn người dân đến xem. Chị ta nhặt khối vàng thật đưa cho người khác đi giám định để màn kịch trở nên hoàn hảo. Qua các mối quan hệ, Hòa đã nhờ ông N nộp số vàng này cho nhà nước. Nhưng trước khi nộp phải thực hiện lễ cúng bởi vì đây là vàng tâm linh. Hòa vay ông N 4,5 tỷ đồng để làm lễ. Quá trình cúng bái, Hòa yêu cầu ông N phải đặt lên bàn 10 tỷ đồng để phóng sinh. Lễ cúng bái diễn ra ầm ĩ. Hòa tiếp tục yêu cầu ông N đặt thêm tiền mới linh với số tiền lên tới 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ông N không đủ tiền nên Hòa đã bỏ ra về, để lại 7 khối vàng đặt trên bàn thờ trước đó. Ông N sau đó đã cho mở túi vàng này đi giám định và phát hiện đó đều là vàng giả. Thời gian sau, Hòa liên hệ với ông N đòi lại 7 khối vàng thì được ông này thông báo đó là vàng giả nên sẽ không trả lại. Lập tức, Hòa làm đơn tố cáo ông này lên Cục Cảnh sát Hình sự. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ hành vi lừa đảo của Hòa. Cơ quan công an cũng đã xác định, với thủ đoạn gian dối, Hòa còn lừa số tiền tới 20 tỷ đồng của một người dân tại Hà Tĩnh. Ngày 10 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam Vũ Thị Hòa, sinh năm 1972, quê ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện ở thôn Đồng Câu, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại lâm nghiệp và dược liệu Vũ Thị Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ VinNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.